khôn luôn. Thành công cũng qua rồi. Hoàng Thắng, kênh chủ đề săn bắt giải trí phiêu lưu. Bấm đăng ký kênh cũng như bấm chuông để theo dõi video mới nhất nhé. Hello, xin chào tất cả anh em đam mê đang xem trên kênh của Hoàng Thắng nha. Hiện tại Thắng đang ở trên đỉnh núi anh em ạ. Bên kia có một con gà rừng gáy á quá anh em. Hẹn anh em mấy bữa sau Thắng sẽ lên thu phục anh em nha. Hôm nay thì Thắng lên đỉnh đồi bẫy cút anh em ạ. Đó. Ở chỗ này thì vừa rồi Thắng qua đây bẫy gà thì gặp một con cút rừng ở đây nó ốm á quá. Cũng lên đánh một kèo rồi nhưng mà con này nói chung là tương đối khôn. Bữa vừa rồi Thắng mang cái lụp ở nhà ấy. Cái lụp kia thì nó kín. Đâm ra là hôm vừa rồi Thắng đánh con bồi này nó về gần nó nhìn thấy lụp nó sợ nó không dám vào gần anh em ạ. Với lại con chim mồi mình không chơi đâm ra là chim tầm này nó cũng chưa thể sung, chưa thể lao vào cắn con chim mồi mình trong lụp được. Thì hôm nay Thắng quyết định lên đây thu phục nó và quay lại clip cho anh em xem. Đấy anh em ạ. Thì lên đây rồi lại thấy con gà rừng nó gáy ở đằng kia. Đấy anh em nhìn thẳng hướng cam qua kìa. Nó mới gáy mấy câu bên kia ấy. Còn đấy thì mấy bữa nữa Thắng sẽ lên thu phục và quay clip cho anh em xem nhá. Thì giờ thì Thắng sẽ xuống bên dưới đây một tí và đặt máy quay đấy và quay clip bẫy chim cút cho anh em xem. Hôm nay Thắng thu phục con chim cút trận cút bổi bẻ hôm nay như thế nào nhá. Bởi vì hôm vừa rồi Thắng không đánh được. Với lại nó ốm á quá anh em ạ. Nó không vào gần nhưng mà nó đối với cái loa mình như là nói chung là ngang với cái loa luôn. Cứ đều ốm đều luôn. Thấy kết quá anh em ạ. Thì hôm nay quyết định lên đây thu phục nó. Rồi anh em cùng nhau theo dõi clip đấy nhá. Ok, let's go. Bữa Thắng lên đây đánh con bồi này cũng mang một cái lụp ở nhà. Nhưng mà cái lụp kia thì nó mình che vải kín hơn anh em ạ. Che hết hai mặt bên này, gọi là bốn mặt. Chỉ có để hai cái cửa nhìn thoáng ra thôi anh em ạ. Cái lụp kia thì Thắng thỉnh thoảng mang đi quay clip cho em xem ấy. Thì bữa nay mang cái lụp trống này đi để đánh lại con cút bẻ đấy anh em ạ. Con này nói chung là nó hôm vừa rồi nó về nó không dám lại gần cái lụp, nó sợ anh em. Với lại chim mồi nó không chơi nên ra chim mùa này nó chưa sung nên cho không dám vào đá con mồi luôn. Đấy, này mang cái lụp trống này đi để đánh con bồi bẻ này anh em ạ. Đấy. Hôm nay mình sẽ đánh hai lụp, hai mặt lụp luôn anh em ạ. Cài hai mặt lụp luôn. Với lại đánh thêm hai cái cung ở ngoài xa xa nữa. Bởi vì hôm nọ mình thấy con này nó về không dám lại lụp nhưng mà nó vào gần cái lụp luôn anh em ạ. Đấy. Nên là hôm nay mình sẽ mang cái lụp này đi. Với lại cắm thêm hai cái cung ra cạnh nữa. Đấy. Với gài xong rồi. Hôm nay đánh xem con bổi bẻ này nó về xem này mình đánh thì nó có được nó không. Con này quá khôn. Đến thì đến nơi địa điểm này anh em ạ. Đến địa điểm này rồi thì mở loa cái là nó úm ở gần đây luôn anh em. Địa điểm này Thắng đánh có một lần rồi. Hôm nay mang con này đi đánh lại. Đấy, Thắng mới làm một cái chỗ này để đánh xong. Đấy, chỗ này anh em ạ. Với lại Thắng cũng cắm hai cái cung sẵn rồi. Giờ trèo quay lại lên đây để dẹp cái lụp xuống. Đây mình sẽ để thế này. Quay cho nó rõ cho anh em xem. Mình sẽ để đây. Đấy, cái chỗ kia là có một cái cung lưới Thắng nãy gài sẵn rồi. Gài xong rồi. Đấy, anh em ạ. Cung lưới kia. Đầu trên này nữa đây. Chỗ này một cái cung nữa là hai cái. Con này nếu mà nó về nó chưa đến chạm vào lụp thì kiểu gì nó từ dưới kia lên hoặc là từ bên này sang nha em ạ. Giờ thì Thắng sẽ quay lên đằng sau và đứng xa xa để quay lại clip xem hôm nay mình đánh con bổi bẻ này xem hôm nay con này về xem nó có dính không anh em nhá. Anh em cùng đón chờ xem kết quả nha anh em nhá. Rồi, ok.
kèo này phải đánh cả cung lên. Sao con bồi này quá khôn luôn. Quê được mặc cái cung rồi nhờ, không biết gì luôn nhờ. Con này con chim mái nhờ. Không thấy nó dẫn con chim trống về. Mỗi chim mái này. Hôm nay đánh phải gài cả thêm, mình đánh thêm một cái cung nữa ở đây nhờ. Nói chung là buổi giờ mùa này thì tùy một con anh em ạ. Nhiều con nó chỉ về qua cảnh nó không dám vào đá con mồi. Bắt rồi anh em ạ. Con này vừa rồi thắng đánh một lần rồi. Bổi này cứ khôn luôn anh em ạ. Nó hôm mà bữa đánh qua thì nó không dám vào đá con mồi anh em ạ. Hôm nay thì mới dám vào gần này. Hôm vừa rồi mình đánh là do cái lụp ở nhà kia mình làm kín quá. Nó sợ cái lụp anh em ạ. Ức cũng khá là đen đấy anh em ạ. Mỏ tương đối to anh em ạ. Con này máu cắn nhau đấy. Nếu mà đến thời điểm nó sung, các nó cắn nhau mà. Béo, tương đối là béo anh em ạ. Món này béo lắm. Không như gà rừng. Gà rừng thì nó cũng béo nhưng mà đến thời điểm mà mưa nhiều thì mới là béo nhiều anh em ạ. Bỏ ông chơi rồi thì mình chơi kiểu khác anh em ạ. Ức con này ra cườm đen hết rồi anh em ạ. Nhìn mặt cũng là sát thủ luôn. Thôi nói chung là clip mình bẫy chim cút tới đây thôi. Cảm ơn tất cả anh em đã bỏ thời gian theo dõi hết clip của mình. Anh em thấy clip của mình thấy hay, anh em đừng quên để lại một like ủng hộ mình. Và anh em nào đang xem được clip đến đây chưa bấm đăng ký kênh thì đừng quên bấm nút đăng ký kênh để ủng hộ Hoàng Thắng anh em nhé. Để Hoàng Thắng mỗi khi chia sẻ clip lên kênh thì anh em sẽ nhận được clip để xem mới nhất anh em nhé. Rồi cuối cùng anh Hoàng Thắng xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những clip sau anh em nhé. Bye bye anh em nhé.